Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ. Phật pháp rộng sâu đất nhiệm màu, trong ngày mắt kiếp khó tìm cầu, con đã nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện tỏa Như Lai nghiệp nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương quyển 3, phẩm 5, diệt nghiệp chướng. Mấy giờ Đức Thế Tôn ở trong sự phân biệt chân chánh, nhập vào tỉnh lợi vi diệu thầm thâm. Từ lỗ chân long của thân Phật phóng ra ánh sáng lớn với vô lượng trăm ngàn màu sắc. Cõi nước của các đức Phật đều hiện ra trong ánh sáng các cõi ấy. Nếu đem số các sông hàng mười phương suy lường, không ví dụ nào có thể sánh kịp. Đời ác năm trượt được sự chiếu soi của ánh sáng này. Các chúng sinh ở đây tạo tác mười nghiệp ác, năm tội vô gián, phỉ báng tam bảo, bất hiếu với cha mẹ, khinh mạng sư trưởng và các bà la môn, đáng bị đọa địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nhưng nhờ ánh sáng chiếu đến chỗ ở, các hữu tình đó được thấy ánh sáng ấy. Nhờ năng lực của ánh sáng, họ đều được an lạc, dáng mạo đẹp đẽ, sắc tướng đầy đủ, phước trí trang nghiêm, được thấy chư Phật. Lúc đó để thích tất cả các vị trời, nữ thần xuống hàng cùng các đại chúng, nhờ ánh sáng hy hữu nhiệm màu này đều đến chỗ Đức Phật, nhổ quanh bên phải ba vòng, lui về ngồi một bên. Bấy giờ, trời Đế Thích đương uy lực của Đức Phật liền đứng dậy, sửa áo bày vai phải, cúi phải quỳ xuống đất chắp tay hướng về Đức Phật thưa: Bạch Thế Tôn, thì nam thì nữ làm thế nào để nguyện cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, tu hành đại thừa, giáo hóa tất cả các loài hữu tình tà kiến điên đảo đã từng tạo các nghiệp chướng tội, sám hối thế nào để được diệt trừ? Đức Phật bảo trời Đế Thích rằng: hay thay này thiện nam, ông nay tu hành muốn vì vô lượng vô biên chúng sinh, khiến cho họ được thanh tịnh, giải thoát an lạc, thương xót thế gian, đem phước lợi cho tất cả. Cho có chúng sinh do nghiệp chướng nên tạo các tội thì cần phải sách tấn khuyến khích họ, ngày đêm sáu thời mặc áo bày vai phải, có phải quỳ xuống đất chắp tay cung kính, một lòng chuyên niệm và tự thờ rằng: Quý mạng định lễ tất cả chư Phật hiện tại trong mười phương đã đạt vô thượng chánh đẳng chánh giác, vận chuyển pháp luân vi diệu, gìn giữ soi chiếu pháp luân, tung mưa pháp lớn, đánh lên trống đại pháp, thời vang loa pháp đại pháp, kiến lập đại pháp tràng, thắp sáng đuốc đại pháp. Vì muốn lợi ích an lạc cho các chúng sinh nên thường thực hành pháp thí, dỗ dành sách tấn quần sinh, khi cho họ đạt quả vị lớn, chứa đắc niềm vui an lạc lâu dài. Đối với các đức Phật Thế Tôn ấy, còn đem thân miệng ý cúi đầu quy y chân thành, chí tâm kính lễ. Các đức Thế Tôn đó dùng tuệ chân thật, dùng mắt chân thật, sự chứng minh chân thật, bình đẳng chân thật, thấy biết tất cả các nghiệp thiện ác của tất cả chúng sinh. Con từ sinh tử vô thể cho đến nay, trôi lăn theo đường ác, cùng với các chúng sinh tạo tội nghiệp chướng, bị sự ràng buộc của tham sân si, khi chưa biết Phật, khi chưa biết pháp, khi chưa biết tăng, nên chưa biết thiện ác, do thân miệng ý tạo tội vô gián, có tâm ác làm thân Phật chảy máu, vì bán chánh pháp, phá hợp tăng, giết hại a la hán, giết hại cha mẹ, thân ba, miệng bốn và ý có ba nghiệp, tạo mười nghiệp ác, tự mình làm, dạy người khác làm, thấy người khác làm tùy hỷ. Đối với những người hiền thiện thì ngang ngược bài bán, làm hại, cần đông gian dối, lấy dối làm thật, đem thức ăn, thức uống bất tịnh để cho tất cả cha mẹ ở trong sáu đường lại làm hại nhau, hoặc ăn trộm vật của tháp, vật của tăng bốn phương, vật của tăng hiện tiền, tự ý sử dụng, chẳng ưa phụng hành pháp luật của Đức Thế Tôn, chẳng thuận theo lời chỉ dạy của sư trưởng, thế người tu hành hành thanh văn độc giác đại thừa thì hay nói lời dục mẹ, khiến cho hành giả sinh tâm hối hận phiền não, cho có người hơn mình là tỏ ra ganh ghét, thí tài thí pháp thường sinh lòng sang tham hối tiếc. Bởi do minh tệ che lấp tà kiến mê hoặc tâm, chẳng tu nhân thiện, khiến cho điều ác tăng thêm. Ở chỗ chư Phật mà khởi lên sự bài bán, pháp nói là phi pháp, phi pháp nói là pháp. Mở tổ như vậy, Phật đã dùng tuệ chân thật, mắt chân thật, sự chứng minh chân thật, bình đẳng chân thật để biết tất cả. Con xin quy y đối trước chư Phật, con xin phát lộ sám hối tất cả, chẳng dám che giấu, tôi chưa làm, con chẳng dám làm, tôi đã làm, con xin thành tâm sám hối nghiệp chướng đã tạo, đáng bị đọa địa ngục súc sinh ngạ quỷ Atula và tám chỗ hoạn nạn, nguyện cho tất cả nghiệp chướng đời này của con đều được tiêu diệt. Các quả báo đời, quả báo ác đời vị lai con không dám làm, như đời quá khứ các đại Bồ Tát tu hành Bồ Đề, các nghiệp chướng của các vị đều đã sám hối, nghiệp chướng của con hôm nay cũng xin phát lộ sám hối, chẳng dám che giấu, tôi đã tạo, nguyện được trừ diệt điều ác vị lai con không dám tạo nữa. Cũng như đời vị lai các đại Bồ Tát tu hành Bồ Đề, các nghiệp chướng của chư vị đều xin sám hối, nghiệp chướng của con hôm nay cũng xin phát lộ sám hối, chẳng dám che giấu, tôi đã tạo, nguyện được trừ diệt điều ác trong tương lai con không dám tạo nữa. Như đời hiện tại những đại Bồ Tát trong mười phương thế giới tu hành Bồ Đề, các nghiệp chướng của chư vị đều đã sám hối, nghiệp chướng của con hôm nay cũng xin sám hối,
Nếu phát lộ hết, chẳng dám che giấu, tôi đã tạo con nguyện được từ diệt, việc ác vị lai con không dám làm nữa. Này thì nam, cho nhân duyên này, nên nó có tạo tội dù trong một sát na cũng không được che giấu, huống gì là một ngày một đêm cho đến một thời gian dài. Nếu có phạm tội muốn cầu thanh tịnh thì tâm phải khổ thẹn, tin vào vị lai nhất định có quả báo ác, phải hết sức kinh sợ nên sám hối như vậy. Như người bị lửa đốt cháy đầu, cháy áo thì cấp cứu làm cho tắt ngay, nếu lửa chưa tắt thì lòng chẳng được yên. Người nào phạm tội cũng phải như vậy, đều xin sám hối khiến cho mau trừ diệt. Nếu có người nguyện sinh vào nhà giàu có ăn vui nhiều tiền của châu báu là muốn phát tâm tu đại thừa thì cũng nên sám hối nghiệp, diệt trừ nghiệp chướng. Muốn sinh vào nhà giàu sang, Bà La Môn sẽ nói lợi và vô chuyển luân với bảy báu đầy đủ thì cũng nên sám hối, diệt trừ nghiệp chướng. Này thì nam, nếu có người muốn sinh lên trời tứ thiên vương, cõi trời tam thập tam, trời dạ ma, trời đổ sa đa, trời lạc biến hóa, trời tạo hóa tự tại, cũng cần nên sám hối để diệt trừ nghiệp chướng. Muốn sinh lên trời phạm chúng, phạm phụ, đại phạm, trời thiểu quan, vô lượng quan, cực quan tịnh, trời thiếu tịnh, vô lượng tịnh, biến tịnh, vô vân, phước sinh, quảng quả, vô phiền, vô nhiệt, thiện thiện, thiện kiến, sắc cứu cánh thì cũng nên sám hối diệt trừ nghiệp chướng. Nếu muốn cầu quả dự lưu, quả nhất lai, quả bất hoàn, quả a la hán thì cũng cần sám hối diệt trừ nghiệp chướng. Nếu muốn nguyện cầu ba minh sáu thông thanh văn duy giác từ tại bồ đề cho đến cứu cánh địa, trí nhất thiết trí, trí thanh tịnh, trí bất tư nghị, trí bất động, trí vô thượng, chánh đẳng, chánh giác thì cũng cần sám hối để diệt trừ nghiệp chướng. Vì sao? Này thiện nam, vì tất cả các pháp từ nhân duyên sinh, đức Như Lai đã dạy, tướng khác sinh ra, tướng khác diệt đi là do nhân duyên khác vậy. Như vậy các pháp quá khứ đều đã diệt hết, tất cả các nghiệp chướng đều không còn xuất lại. Các hành pháp này chưa được hiện sinh mà nay được sinh, còn nghiệp chướng vị lai lại chẳng khởi lên nữa. Vì sao? Này thiện nam, vì tất cả các pháp đều không, đức Như Lai đã dạy, không có ngã nhân chúng sinh, tòa mạng cũng không sinh diệt, cũng không có hành pháp. Này thiện nam, tất cả các pháp đều nương vào căn bản, cũng chẳng thể nói. Vì sao? Vì các pháp đều vượt qua khỏi tất cả các tướng. Nếu có thiện nam thiện nữ thể nhập vào chân lý ví diệu, như vậy xin lòng kính tin, đó gọi là không có chúng sinh mà có căn bản. Do nghĩa này nên nói đến sám hối để diệt trừ nghiệp chướng. Này thiện nam, nếu người thành tựu bốn pháp thì có thể trừ diệt nghiệp chướng, được hoàn toàn thanh tịnh. Những gì là bốn? Một, chẳng khởi tâm tà, thành tựu chánh niệm. Hai, đối với nghĩa lý sâu xa không được hủy bán. Ba, đối với Bồ Tát mới phát tâm nên khởi lên lòng nhất thiết trí. Bốn, đối với các chúng sinh phát khởi lòng từ vô lượng. Đó gọi là bốn pháp. Mấy giờ Đức Thế Tôn nói lời tụng rằng: chuyên tâm giữ ba nghiệp, không hủy bán pháp màu, khởi tưởng nhất thiết trí, lòng tự sạch nghiệp chướng. Này thì nam, có bốn loại nghiệp chướng rất khó diệt trừ, nghĩa như là bốn. Một, đối với luật nghi của Bồ Tát mà phạm điều ác sâu nặng. Hai, đối với kinh điển đại thừa mà sinh tâm hủy bán. Ba, đối với căn lành của mình mà chẳng thể làm cho tăng trưởng. Bốn, tham đắm ba cõi không có lòng mong ra khỏi. Là có bốn điều đối trị nghiệp chướng, nghĩa như là bốn. Một, đối với tất cả các đức Như Lai trong thế giới khắp mười phương luôn hết lòng thân cận đối lên tất cả tội. Hai, vì tất cả chúng sinh mà khuyến tịnh cho Phật nói pháp sâu xa vi diệu. Ba, tuỷ các công đức của tất cả chúng sinh. Bốn, tất cả các lành công đức đều đem hồi hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc bấy giờ trời Đức Thích bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, những người nam người nữ ở thế gian đối với hành đại thừa, có người có thể tu hành, có kẻ chẳng thể tu hành, thì làm sao có thể tùy hỷ được căn lành công đức của tất cả chúng sinh? Đức Phật bảo: này thiện nam, đã có chúng sinh tuy đối với đại thừa chưa thể tu tập, nhưng ngày đêm sáu thời mặc áo vai phải, có phải quỳ xuống đất chắp tay cung kính, một lòng chuyên niệm, khi thực hành tùy hỷ được phước không lường, nên tự thể rằng tất cả chúng sinh của thế giới mười phương hiện đang tu hành bố thí trì giới, tâm tuệ con đều tùy hỷ sâu sắc. Do tạo được phước tùy hỷ như vậy nên nhất định chứng được quả tôn trọng thù thắng vô thượng vô đẳng với diệu vật chất. Như vậy tất cả các thiện căn của tất cả chúng sinh ở đời quá khứ cũng như ở vị lai con đời vị xin tùy hỷ. Là lời với công đức phát tâm Bồ Đề của các Bồ Tát mới lập hành đời hiện tại, qua thăm đại kiếp tu hành hạnh Bồ Tát có đại công đức được vô sinh pháp nhẫn đến bất thoái chuyển chức sinh bộ xứ, tất cả các công đức như vậy con đều chỉ tâm tùy hỷ tán thán. Các công đức của tất cả Bồ Tát ở đời quá khứ cũng như ở vị lai con cũng sinh tùy hỷ tán thán như vậy. Lại đối với tất cả các Đức Phật hướng chánh biến tri trong mười phương thế giới
hiện tại đã chứng bồ đề vi diệu, vì độ chúng sinh nên chuyển pháp luân vô thượng, thực hành pháp thí vô ngại, đến trú pháp, thủ lo pháp, dựng cờ pháp, vương mơ pháp, thương xót biến hóa tất cả chúng sinh, khi cho tất cả họ đều tin nhận, đều nhờ pháp thí được sung túc, an lạc vô tận. Lại nữa, các công đức chữa nhóm căn lành của Bồ Tát Thanh Văn Độc Giác, chúng sinh nào chưa đủ những công đức như vậy, ta đều khuyến cho họ đầy đủ, và đều sinh tùy hỷ. Như vậy, các công đức của các Đức Phật Bồ Tát Thanh Văn Độc Giác ở thời quá khứ cũng như ở vị lai con cũng đều chí tâm tùy hỷ tán thán. Này thì nam, tùy như vậy sẽ được vô lượng công đức, giá như chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới nhiều như các sông Hằng đều đoạn trừ phiền não thành a la hán, nếu có thì nam thì nữ trọn đời thường dùng y phục ẩm thực, nhiều nằm túc men thượng diệu, và những a la hán trên mà cúng dường thì công đức ấy chẳng bằng một phần ngàn của công đức tùy hỷ nêu ở trước. Vì sao? Vì công đức cúng dường có số có lượng, chẳng bao gồm tất cả các công đức. Công đức tùy hỷ vô lượng của số có thể bao gồm tất cả công đức của ba đời. Vậy nên nếu người muốn cầu tăng trưởng căn lành thù thắng thì nên tu tập công đức tùy hỷ như vậy. Nếu có người nữ nguyện chuyển thân nữ thành nam thì cũng nên tu tập công đức tùy hỷ, nhất định sẽ được thành tùy tâm hiện thành người nam. Bây giờ trên Đức Thích Bạch Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con đã biết công đức tùy hỷ, công đức khuyến thỉnh, nguyện xin ngài vì con dạy nó để khiến cho tất cả Bồ Tát đời vị lai sẽ chuyển pháp luân, Bồ Tát hiện tại tu hành chân chánh. Đức Phật bảo trời Đức Thích rằng: Thiện nam thiện nữ nào, nguyện cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, cần phải tu hành đạo Thanh Văn Độc Giác đại thừa. Người này ngày đêm sáu thời với uy nghi như đã nói ở trước, mà một lòng chuyên niệm tự thề rằng: Con xin quy y tất cả các Đức Phật Thế Tôn khắp mười phương đã được vô thượng chánh đẳng chánh giác, chư chuyển pháp luân vô thượng, muốn xả bớt thân vào niết bàn, con đều chí thành đảnh lễ khuyến thỉnh cho các ấy chuyển đại pháp luân, tu mơ pháp, thắp đèn đại pháp, soi sáng đường chân lý, bố thí pháp vô ngại, không vào bát niết bàn, trụ thế lâu dài, độ tất an lạc tất cả chúng sinh. Như đã nói ở trước, cho đến an lạc vô tận, con xin đem công đức khuyến thỉnh này hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác, như những vị đại Bồ Tát ở đời quá khứ cũng như ở vị lai và hiện tại. Đem công đức khuyến thỉnh hồi hướng về Bồ Đề, con cũng như vậy, công đức khuyến thỉnh xin hồi hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này thì nam, giả sử có người dùng bảy báu chứa đầy trong tam thiên đại thiên thế giới để cúng dường Như Lai, nếu có người khuyến thỉnh Như Lai chuyển đại pháp luân thì công đức của người này hơn người kia. Vì sao? Phải phước người kia là phước tài thí, người này là phước pháp thí. Này thì nam, và lại bỏ qua việc cúng dường bảy báu đầy trong tam thiên đại thiên thế giới, nếu có người dùng bảy báu chứa đầy trong hằng hà sa số đại thiên thế giới cúng dường tất cả các đức Phật thì công đức khuyến thỉnh cũng thù thắng hơn người đó, do pháp thí ấy có năm điều lợi ích thù thắng, những gì là năm? Một, pháp thí vừa lợi mình lợi người, còn tài thí không được như vậy. Hai, pháp thí có thể khiến cho chúng sinh ra khỏi ba cõi, phước của tài thí chẳng ra khỏi dục giới. Ba, pháp thí có thể thanh tịnh pháp thân, tài thí chỉ tăng trưởng được sắc thân. Bốn, pháp thí vô cùng, tài thí có thể hết. Năm, pháp thí có thể đoạn trừ vô minh, tài thí chỉ điều phục tham ái. Vậy nên này thì nam, công đức khuyến thỉnh thật là vô lượng vô biên, có thể ví dụ như ta thọ xưa cái tu hành đạo Bồ Tát khuyến thỉnh chư Phật Kiều Đại Pháp Luân, do căn lành đó nên hôm nay tất cả đế thích các phạm vương khuyến thỉnh ta chuyển đại pháp luân. Này thì nam, thỉnh chuyển pháp luân là muốn độ thoát an lạc cho tất cả chúng sinh, nên thọ xưa ta thực hành hạnh Bồ Đề khuyến thỉnh Như Lai trụ lâu ở thế gian, trở vào bát niết bàn. Như căn lành này ta được 10 lực bốn vô sở ý, 14 bốn vô ngại biện tài, đại từ đại bi chứa được vô số pháp bất cộng, ta sẽ vào bát niết bàn vô dư. Chánh pháp của ta tồn tại lâu ở đời, pháp thân của ta thanh tịnh không ai sánh bằng, vô số tướng vi diệu, vô lượng trí tuệ, vô lượng tự tại, vô lượng công đức khó có thể nghĩ bàn. Tất cả chúng sinh đều nhờ lợi ích trăm ngàn vạn kiếp, nó chẳng thể biết pháp thân gồm chứa tất cả các pháp, mà tất cả các pháp chẳng bao gồm pháp thân. Pháp thân thường trụ chẳng rơi vào thường kiến, tuy lại đoạn diệt nhưng cũng chẳng phải đoạn kiến, có thể phá tan các kiến chấp sai lầm của chúng sinh, có thể làm phát sinh các kiến giải chân chánh của chúng sinh, có thể mở sự trói buộc của tất cả chúng sinh, không có trói buộc nào chẳng mở được, có thể gieo trồng những phước lợi ích thiện của chúng sinh. Người chưa thuần thục thì khiến cho thuần thục, người đã thuần thục thì khiến cho giải thoát, không tạo tác, không dao động, xa lìa não loạn, tịch tỉnh vô vi, tự tại an lạc, qua khỏi ba đời mà có thể hiện ba đời. Sinh ra cảnh giới của Thanh Văn Độc Giác, vì tu hành của các đại Bồ Tát, thật tánh của tất cả Như Lai không có gì khác,
Những điều này đều do xuất hiện các công đức khuyến tỉnh. Như vậy pháp thân thì ta nay đã được. Vậy nên nếu có người muốn được vô thượng chánh đại chánh giác thì ở trong các kinh một câu một bài tụng thì người khác giải nói được thiện các công đức còn không hạn lượng, huống gì là khuyến tỉnh Như Lai chuyển đại pháp luân đủ thế lâu dài không vào bán niết bàn. Trời Đất Thích lại bạch Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu thiện nam thiện nữ vì cầu vô thượng chánh đại chánh giác tu hành đã ba thừa mà có được thiện căn thì làm thế nào để hồi hướng về trí như thế trí? Đức Phật bảo Trời Đất Thích rằng: Này thiện nam, nếu có chúng sinh muốn cầu bồ đề tu hành đã ba thừa đạt được thiện căn phát nguyện hồi hướng thì phải ngày đêm sáu thời ân cần trân trọng chí tâm phát lời thề rằng: Con từ sinh tử vô thủy đến nay ở chùa Tam Bảo tu hành thành tựu được các thiện căn, thậm chí cho thế cho loài súc sinh một nắm đồ ăn, hoặc dùng lời nói tốt lành hòa giải tranh cãi, hoặc thọ tam quy và các học xứ, hoặc là có được thiện căn nhờ sám hối khuyến thỉnh tùy hỷ. Hôm nay con phát nguyện bao gồm tất cả để bố thí trở lại cho tất cả chúng sinh không có lòng hối tiếc là phần giải thoát nhờ căn lành đã bao gồm. Như tri kiến của Phật Thế Tôn là chẳng thể nghĩ bàn, thanh tịnh của ngài các loại công đức có được như vậy đều để bố thí trở lại cho tất cả chúng sinh mà chẳng trụ tướng tâm, chẳng bỏ tướng tâm. Con cũng như vậy, xin đem hết căn lành công đức bố thí trở lại cho tất cả chúng sinh, nguyện xin đạt được đôi tay như ý khuấy đảo vào hư không tuôn ra các châu báu để thỏa mãn các ý nguyện của chúng sinh, giàu có ăn vui vô tận, trí tuệ vô cùng, biện tài và diệu pháp đều luôn thông suốt, cùng với chúng sinh đồng chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác được nhất thiết trí. Rồi nhờ căn lành này lại sinh ra vô lượng thiện pháp của năm hồi hướng về bồ đề vô thượng. Là như các đại bồ tát thời quá khứ khi tu hành công đức căn lành đều đem hồi hướng về nhất thiết chủng trí. Bồ tát hiện tại Vị Lai cũng như vậy, những căn lành công đức của con cũng đều hồi hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những căn lành này con nguyện cùng chung với tất cả chúng sinh đều thành chánh giác. Những cái đức Phật khác ngồi nơi đạo tràng dưới cái bồ đề thanh tịnh của ngài chẳng thể nghĩ bàn, trụ trong kho tàng pháp vô tận Đà La Ni, định thủ lăng nghiêm, phá tan vô lượng binh chúng của Ma Ba Tuần. Những điều thấy hiểu biết đều thông đạt, tất cả những điều như vậy chỉ trong một sát na đều chiếu soi rõ biết. Rồi vào cuối đêm chứng được pháp cam lộ, chứng được nghĩa cam lộ. Con và chúng sinh đều nguyện đồng chứng diệu giác như vậy. Các Phật vô lượng thọ, Phật thắng quang, Phật diệu quang, Phật a xúc, Phật công đức thiện quang, Phật sư tử quang minh, Phật bách quang minh, Phật vọng quang minh, Phật bảo tướng, Phật bảo diệm, Phật diệm minh, Phật diệm thịnh quang minh, Phật các tường thượng vương, Phật vi diệu thanh, Phật diệu trang nghiêm, Phật pháp tràng, Phật thượng thắng thân, Phật khả ái sắc thân, Phật quang minh biến chiếu, Phật phạm tịnh vương, Phật thượng tính. Những đức Như Lai ứng chánh biến trơ như vậy ở quá khứ, vị lai và cả hiện tại thể hiện ứng hóa đạt vô thượng chánh đẳng chánh giác, chuyển pháp luân vô thượng về độ chúng sinh. Con cũng nguyện được như vậy. Này thiện nam, nếu người nam người nữ nào có lòng thanh tịnh đối với phạm diệt nghiệp chướng của kinh Kim Cang Minh Tô Thắng này mà thọ trì độc tụng nhớ nghĩ chẳng quên, vì người khác giảng nói rộng rãi thì được vô lượng chư biên công đức lớn. Vì nhờ chúng sinh của tam thiên đại thiên thế giới cùng một lúc đều được thành tựu thân người, được thân người rồi thành đạo độc giác. Này thì nam thì nữ nào trọn đời cung kính tôn trọng cúng dường tứ sở cho mọi vị độc giác đều cúng dường bảy báu như núi Tu Di. Sau khi những vị độc giác này vào niết bàn, người đó đều dùng cho báu để xây dựng tháp cúng dường tại bấy cao rộng 12 giới tuần. Người đó dùng những hoa hương cờ phướng lòng báu thường xuyên cúng dường. Này thì nam, ý ông thế nào? Người đó đạt được công đức có nhiều không? Trời Đất Thích bạch rằng: Bất nhiều bạch Thế Tôn, này thiện nam, nếu là có người đối với phẩm diệt nghiệp chướng của kinh Kim Quang Minh tối thắng vương này mà thọ trì độc tụng nhớ nghĩ chẳng quên, vì người khác giảng nói rộng rãi thì đạt được công đức mà công đức cúng dường nói ở trước chẳng phải bằng một phần trăm ngàn vạn ức cho đến tính lượng thí dụ cũng không thể sánh kịp. Vì sao? Vì thiện nam thiện nữ đó trụ ở trong chánh hạnh khuyến thịnh tất cả các đức Phật mười phương chỉ pháp luân vô thượng đều được các đức Phật hoan hỷ khen ngợi. Này thiện nam, như lời ta nói, trong tất cả thí thì pháp thí là hơn hết. Vậy nơi này thiện nam, ở chỗ Tam Bảo thiết lập những sự cúng dường là không gì sánh bằng. Khuyên thọ tam quy, giữ tất cả giới không sa phạm, ba nghiệp chẳng rỗng không là không gì sánh được. Tất cả chúng sinh của tất cả thế giới, tùy sức lực, tùy khả năng, tùy sở nguyện ưa thích ở trong ba thừa khuyên họ phát tâm bồ đề là không gì sánh được. Chúng sinh trong tất cả thế giới ở ba đời đều được vô ngại, vô chống khiến cho họ thành tựu vô lượng công đức là không gì sánh được. Tất cả chúng sinh trong cõi nước ba đời đều khiến họ được không chướng ngại,
được tam bồ đề là không gì sánh được tất cả chúng sinh trong cõi nước ba đời, khuyên khiến cho họ mau chóng thoát khỏi khổ của bốn đường ác là không gì sánh được tất cả chúng sinh trong cõi nước ba đời, khuyên khiến cho họ được đời diệt nghiệp ác sâu nặng là không gì sánh được, khuyên khiến họ giải thoát tất cả khổ não là không gì sánh được tất cả sự sợ hãi của khổ não bất thiết, khi cho họ được giải thoát tất cả là không gì sánh được. Cõi nước của tất cả chúng sinh ở trước chư Phật ba đời, khuyên khiến cho họ tùy hỷ phát nguyện bồ đề là không gì sánh được, khuyên trừ ác hạnh nghiệp trục mạng tất cả công đức đều nguyện thành tựu ở trong cuộc sống, khuyến tỉnh cúng dường tôn trọng tán thán tất cả tam bảo, khuyến tỉnh chúng sinh thanh tịnh tu hành hạnh phước đức thành tựu viên mãn bồ đề là không gì sánh được. Vậy nên ông phải biết khuyến tỉnh tam bảo của tất cả thế giới trong ba đời, khuyến tỉnh đầy đủ pháp ba la mật, khuyến tỉnh chuyển pháp luân vô thượng, khuyến tỉnh trụ thế trải qua vô lượng kiếp, tuyên nói vô lượng pháp sâu xa vi diệu thì công đức không gì có thể so sánh được. Bây giờ trời Đức Thích và nữ thần sống hằng, vô lượng phạm vương, đại thiên vương đều từ chỗ ngồi đứng dậy, xoay lại áo bày vai phải, có phải quỳ xuống đất chắp tay đảnh lễ bạch Đức Phật rằng: Và Thế Tôn, chúng con đều nghe được kinh Kim Quang Minh Tu Thắng Vương này, nay đều thọ trì độc tụng thông suốt, vì người khác kịp phải nói rộng rãi và ăn trụ nương theo pháp này. Vì sao? Và Thế Tôn, chúng con muốn cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, vâng theo nghĩa này, đủ các tướng thù thắng đúng như pháp mà tu hành. Bây giờ phạm vương trời đã thích ở chỗ nói pháp đều điều đủ thứ hoa mạ đà la tung lên trên đức Phật, tất đất của tam thiên đại thế giới làm chấn động lớn, tất cả chống trời và các âm nhạc không đánh mà tự trỗi lên và phóng ra ánh sáng màu vàng rồng chiếu đến chiếu khắp thế giới, phát ra âm thanh vi diệu. Trời đã thích bạch đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, những sự kiện này đều chính là do sức uy thần của kinh Quang Minh, kinh Kim Quang Minh từ bi có giúp khắp nơi vô số lợi ích, tăng trưởng vô số căn lành bồ tát và các nghiệp chướng. Đức Phật bảo: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Vì sao này thì nam, ta nhớ thuở xưa khắp nơi vô lượng trăm ngàn a tăng kỳ kiếp có đức Phật hiệu là Bảo Phương Đại Quang chiếu Như Lai ứng trên biến tri xuất hiện ở thế gian trụ thế 680 ức kiếp. Bây giờ Đức Như Lai Bảo Vương Đại Quang chiếu vì muốn độ thoát trời người Đức Thích Phạm Vương Sa Môn Bà La Môn, khi giờ tất cả chúng sinh đều được an lạc. Đang khi xuất hiện hồi thuyết pháp đầu tiên mà hóa độ được trăm ngàn ức ức vạn người, tất cả đều đạt quả A-la-hán, các lậu đã hết, ba minh sáu thông, tự tại vô ngại. Ở hồi thứ hai là hóa độ được 90 ngàn ức ức vạn người, tất cả đều chứng quả A-la-hán, các lậu đã hết, ba minh sáu thông, tự tại vô ngại. Ở hồi thứ ba là hóa độ được 98 ngàn ức ức vạn người, tất cả đều chứng quả A-la-hán, viên mãn như trên. Này thì nam, hóa ta làm thân người nữ, tên là Phước Bảo Quang Minh. Ở hồi thứ ba được gần gũi Đức Thế Tôn, thọ trì đọc tụng kinh Kim Quang Minh này, vì người khác giờ nói rộng rãi cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi ấy Đức Thế Tôn đó thọ ký cho ta rằng: Người con gái Phước Bảo Quang Minh này, do đời vị la sẽ được làm Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hành tốt thiện thể tới giảng giải do thượng sĩ Điều Ngự Trường Phu Tư Nhân Sư Phật Thế Tôn. Sau khi xả bỏ thân nữ, từ đó về sau ta vượt khỏi bốn đường ác, sinh ra trong cõi trời người, hướng sự an vui thượng diệu 84 trăm ngàn đời làm chuyện luân dương, cho đến ngày hôm nay được thành chánh giác, tiếng lành vang khắp thế giới. Đại chúng bỗng nhiên đều thấy Đức Như Lai Bảo Phương Đại Quang chiếu đang chuyển pháp luân vô thượng, nói pháp vi diệu. Đức Phật nói tiếp: Này thì nam, cách thế giới ta bà này về phương đông qua trăm ngàn hằng hà sa số cõi Phật có thế giới tên là Bảo Trang Nghiêm. Đức Như Lai Bảo Phương Đại Quang chiếu ấy nay đang ở tại cõi đó, chưa vào niết bát niết bàn, vậy đang nói pháp vi diệu hóa độ khắp quần sinh. Người mà các ông thấy chính là Đức Phật ấy. Này thiện nam, nếu có thiện nam thiện nữ nghe danh hiệu Đức Như Lai Bảo Vương Đại Quang chiếu này thì đối với địa Bồ Tát được không tới chuyển đến đại niết bàn. Nếu có người nữ nghe danh hiệu Đức Phật này thì lúc sắp mạng chung được thấy Phật đến chỗ của mình, nhưng đã thấy Đức Phật nên không bao giờ thọ thân nữ nữa. Này thì nam, kinh điển vi diệu Kim Quang Minh này có vô số lợi ích, vô số căn lành Bồ Tát được tăng trưởng và các nghiệp chướng. Này thì nam, nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu và tắc ưu và di, bất kỳ ở đâu mà vì người giảng lấy kinh điển vi diệu Kim Quang Minh này thì ở cõi nước ấy đều đạt được bốn loại căn lành phước lợi. Những gì là bốn? Một, quốc vương không bệnh, liệt khỏi các tai ách. Hai, tuổi thọ lâu dài, không có chướng ngại. Ba, không các oán địch, binh chúng hùng dũng. Bốn, yên ổn thành vượng vô số giáp pháp lưu thông. Vì sao? Và những vị vua cõi người như vậy thường được Đức Thích Phạm Vương, Thích Thiên Vương và chúng giải xoa cùng nhau ủng hộ. Bây giờ Đức Thích Tôn bảo thiên chúng rằng: Này những thiện nam, việc này thật chăng?
Lúc đó vô số Đức Thích Phạm Vương, Thức Thiên Vương và chúng Dạ Xoa đều cùng lúc đồng thanh đáp Đức Thế Tôn rằng: đúng vậy, đúng vậy. Nếu ở cõi nước nào có giảng nói đọc tụng kinh vi diệu này đối với những vị vua các nước đó, Tứ Thiên Vương chúng con sẽ luôn đến ủng hộ, cùng nhau đi đứng. Dù ấy nếu có tất cả tai chướng như các oán địch thì Tứ Thiên Vương chúng con đều khiến cho tiêu diệt hết. Lo buồn, dịch bệnh cũng khiến cho trừ khỏi, tăng thêm tuổi thọ, cảm ứng điều tốt lành, ước nguyện được thỏa lòng, tâm ý luôn luôn hoan hỷ. Chúng con cũng có thể khiến cho binh lính trong nước ấy đều luôn hùng dũng. Đức Phật khen rằng: hay thay này Thiện Nam, đúng như lời nói của các ông. Các ông phải tu hành, vì sao người các quốc vương này khi theo đúng như pháp hành sự thì tất cả nhân dân đều theo vua tu tập. Theo đúng như pháp tu hành thì các ông đều được nhờ uy lực của thù thắng này mà công điện được sáng, quyến thuộc được cường thịnh. Đức Thích Phạm Vương bạch Đức Phật rằng: đúng vậy bạch Thế Tôn. Đức Phật bảo: nếu có chỗ giảng đọc lưu thông kinh điển ví dụ này thì đại thần quan lại ở trong nước ấy được bốn điều lợi ích. Những gì là bốn? Một, hòa thuận thân nhau, luôn tôn trọng yêu quý nhau. Hai, thường được sự sùng ái của vua, cũng được sự tôn kính của Sa Môn Bà La Môn, nước lớn nước nhỏ. Ba, xem nhẹ tiền tài, có trọng luật pháp, chẳng cầu lợi lạc ở đời, tu tốt ăn khắp nơi, được mọi người kính ngưỡng. Bốn, tuổi thọ kéo dài yên ổn vui vẻ. Nếu ở cõi nước nào tuyên nói kênh này thì Sa Môn Bà La Môn được bốn điều lợi ích thù thắng. Như vậy là bốn: một, y phục thực phẩm đồ nằm thuốc thang trị bệnh không có gì tiêu thốn. Hai, luôn được an tâm suy nghĩ đọc tụng. Ba, nương ở an vui trong núi rừng. Bốn, tùy theo ước nguyện của lòng đều được viên mãn. Nếu ở cõi nước nào có tuyên nói kênh này thì tất cả nhân dân đều được thịnh vượng an vui, không có các dịch bệnh, thương buôn qua lại, đạt được nhiều của cải quý báu, đầy đủ các phước thù thắng, đó gọi là các loại công đức lợi ích. Lúc bấy giờ Phạm Vương đến tới Tứ Thiên Vương và các đại chúng bạch Đức Phật rằng: bạch Thế Tôn, ý nghĩa sâu xa của cái điển này nếu còn tồn tại thì phải biết 37 phẩm pháp trợ bồ đề của Như Lai, trụ thế cho diệt. Nếu khi kinh điển này diệt hết thì chánh pháp cũng diệt. Đức Phật nói: đúng vậy, đúng vậy, này Thiện Nam, các ông đối với kinh Kim Quang Minh này, một câu, một bài tụng, một phẩm, một bộ đều phải một lòng đọc tụng chân chánh, nghe giữ chân chánh, tư duy chân chánh, tu tập chân chánh, dài gì các chúng sinh tuyên nói lưu bố rộng rãi thì mãi mãi được an vui phước lợi vô biên. Khế các chúng nghe Đức Phật giảng nói xong, tất cả đều được lợi ích thù thắng, hoan hỷ thọ trì kinh Kim Quang Minh Thủ Thắng Vương quyển 3.